Xin chào tất cả khán giả đang theo dõi livestream của Viện Thẩm mỹ Korea. Hôm nay Huyền xin được giới thiệu tiếp đến tất cả mọi người một chị khách hàng đã giảm mỡ, phải nói là rất thành công tại Viện Thẩm mỹ Korea. Mọi người hãy cùng Huyền theo dõi hình ảnh mở đầu của chị như thế nào nhé. À, chị Giang, em đang show hình ảnh của chị buổi đầu cho tất cả khán giả Korea theo dõi, chị thấy thế nào ạ? Có ngại không ạ? Không, chị rất vui. Dạ vâng, mọi người có tin không, chị Giang sau khi làm liệu trình tại Viện Thẩm mỹ Korea đến nay chị đã giảm được một số lượng kg rất là lớn và số đó rất là nhiều. Thì Huyền xin được mời chị Giang chia sẻ với mọi người nhé. Chị có thể nói cho mọi người được biết là chị giảm đến nay là được bao nhiêu kg không? Chị làm liệu trình được 2 tháng 3 ngày. Chị giảm được 14 kg. 14kg. Mỗi vòng em thì giảm được 23cm. Wow, phải nói là một con số rất là ấn tượng đúng không ạ? Mọi người thử nhìn xem hiện tại vòng eo của chị Giang là như thế nào ạ? Sau khi đã giảm được tới 14kg và số đo trung bình mỗi một vòng bụng là 23cm, chị Giang đã có một sự thay đổi phải nói rất là ngoạn mục. Chị Giang ơi, cho em hỏi một chút là khi mà bắt đầu thực hiện phương pháp của bên em ý, thì chị có cái cảm giác gì hay không? Có lo lắng không? Khi chị nói để làm thì cũng sợ vậy đó. Chồng chị cũng sợ là không biết có thành công không. Rồi cái chị xin chồng chị đi, cái hai vợ chồng chị lên đây làm nè. Cái ngày đầu tiên về, qua ngày thứ hai là chị thấy đào thải rồi. Rồi chị cũng điện lên hỏi trên viện em á. Rồi người ta cũng nói là đào thải tốt. Rồi cứ vậy đó, nhưng mà cái sự đào thải của chị là đến giờ là 2 tháng 3 ngày vẫn đào thải bình thường. 2-3 ngày đào thải một lần. Mà những mỗi lần đào thải vậy là chị cũng không có mệt. Rồi chị vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường. Lần đầu nó ra thì nó hơi nhiều, nó hơi đậm màu một chút, là càng ngày nó nhạt dần. Nó nhạt màu dần đúng không ạ? Vậy là từ khi mà làm là cứ sau 2 ngày là chị đã đào thải. 2-3 ngày là chị đào thải. Cứ đều đặn đúng không ạ? Đều đặn vậy, không có bỏ ngày nào hết. Đến nay là được 2 tháng 3 ngày rồi, thế nhưng quá trình đào thải của chị Giang vẫn đang được diễn ra bình thường. Và chị không mệt đúng không ạ? Chị vẫn sinh hoạt, chị vẫn đi bán ở ngoài chợ bình thường. Vẫn đi bán hàng bình thường đúng không ạ? Thì chị có thể cho em hỏi thêm một chút là khi mà chị thay đổi như thế này á, thì mọi người xung quanh chị có ngạc nhiên không? Có ngạc nhiên. Bạn bè cũng ngạc nhiên, người ta hỏi sao bữa nay cái bụng mày mất đâu rồi. Mấy người già cũng vậy, nói cái nhà cũng lâu lâu hỏi, ủa con ơi, con có bệnh gì không? Bữa nay thấy con gầy, con ốm quá đúng không ạ? Xong thấy cái bụng của con nữa, nó con giảm béo á, ở thẩm mỹ Korea đó. Xong bạn chị cũng hỏi vậy, rồi bạn chị hỏi để mai mốt bạn chị cũng lên nè. Thế là chị cũng chia sẻ với tất cả mọi người xung quanh là chị có đi giảm mỡ tại Viện Thẩm mỹ Korea đúng không ạ? Thế thì cho em hỏi một chút là cái sự thay đổi này của chị thì anh xã là người đồng hành cùng với chị, anh ấy có vui cùng chị không? Anh vui. Anh vui lắm đúng không ạ? Tuần vừa rồi chị lên đây về, hai chồng chị ghé vô shop để sắm lại áo quần. Rồi chị chật cái. Thay đổi hết cả quần áo rồi đúng không ạ? Thế chị cho em hỏi thêm một chút là cái việc đào thải của chị như chị nói đấy, có mệt không? Không, chị không mệt, chị bình thường. 2 giờ sáng chị vẫn đi lấy hàng, chị bán lúc tới 7 giờ tối mà. Tức là vẫn làm việc từ 2 giờ sáng đến 7 giờ tối, sau đó về nhà mới nghỉ ngơi và ăn cơm cùng gia đình đúng không ạ? Thì nhưng mà mọi người xung quanh là nhận thấy rõ ràng sự thay đổi của chị đúng không ạ? Ngày nghe ai cũng hỏi bữa này sao ốm vậy? Sao lâu rồi không thấy bữa này ốm? Chị nói là chị đi giảm béo á. Với số đo lên tới 23cm một vòng bụng và giảm tới 14kg mà cái hiện tượng đào thải của chị Giang vẫn đang được diễn ra bình thường nhá. Và Huyền cũng rất là hy vọng và mong chờ chỉ trong được khoảng thêm một chút thời gian ngắn nữa thôi, thì Huyền cũng muốn xem là cái kết quả cuối cùng của chị Giang là như thế nào. Bởi vì hiện tượng đến bây giờ vẫn đang đào thải có nghĩa là mỡ vẫn đang được đốt cháy, vẫn có quy trình đào thải hết sức là bình thường mà hoàn toàn chị Giang không hề mệt một chút nào. Thực sự là sự thay đổi của chị Giang như thế này khiến Viện Thẩm mỹ Korea rất là vui, cá nhân Huyền vui là đương nhiên rồi ạ. Và bản thân chị chia sẻ cũng rất là vui, chị cũng đã có giới thiệu bạn bè của chị đúng không? Thế bạn chị định dự tính làm nào lên nhỉ? Cũng muốn lên chắc tuần sau á. Sang tuần lên đúng không ạ? Bạn chị nói để coi Giang làm á, xong rồi Giang cũng nói là Giang giảm xuống vậy đó. Y là hồi đó Giang rủ đi lần đầu thì sợ không dám đi. Giờ về thấy Giang thành công thì chắc bạn Giang cũng muốn lên đi đúng không ạ? Tâm lý khách hàng hay bạn bè xung quanh ai cũng vậy mà, muốn có một người đi làm trước để xem như thế nào. Nhưng mà thực sự ra các chị ơi, bây giờ chị Giang đã làm được như thế này rồi thì chắc là chúng ta sẽ không còn cái khái niệm là sẽ có người nào đi trước để xem có giảm hay không nhá. Và Huyền cũng chúc cho chị Giang là trong một thời gian ngắn tới chị sẽ có thể đạt thêm được cái chỉ số ngoài sự mong đợi. Và Huyền cũng sẽ tiếp tục giới thiệu cái kết quả của chị Giang đến mọi người để chúng ta có thêm động lực nhé. Còn bây giờ thì Huyền rất là cảm ơn chị Giang và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cũng như là luôn luôn đồng hành ủng hộ cho Viện Thẩm mỹ Korea. Cảm ơn chị rất là nhiều và hẹn gặp chị trong một ngày gần nhất nữa nhé chị nhé. Cảm ơn chị ạ và cảm ơn tất cả mọi người ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.